Xin chào các bạn và các em nhỏ đã ghé đến kênh Vinh Nguyễn thì cuộc sống Mỹ. Hôm nay ra vườn tiếp tục của cái ngày hôm qua. Ngày hôm qua thì mình thu sung, thu tất cả những cái trái cây gì mà cần thu thì mình thu hết trơn. Hôm nay không biết còn gì ra thu thì cứ ra vườn là có trái cây nha các bạn. Đó, bây giờ rất là lạnh luôn. Hai cái răng mình nói chuyện nó rất là thân thiện tại lạnh quá đó. Nó nghiến răng, nó cắn răng để nó gồng, để nó bớt lạnh đó. Wow, lạnh quá, chắc nói xong cái chuyến này chắc mình vô mình mặc áo ấm quá các bạn ơi. Chắc hái không hết được cái rổ mà đã lạnh nó tới, chắc mình chạy vô mặc áo ấm nha. Rồi ra hái đi nha các bạn. Xin chào các bạn và các em nhỏ đã ghé đến kênh Vinh Nguyễn thì cuộc sống Mỹ. Xem video nhớ nhấn nút like, đăng ký, ủng hộ kênh mình với nha. Mặc cái áo ấm rồi các bạn ơi, ra nó ấm hẳn lên luôn. Thì ở đây nè, đó, mỗi ngày các bạn nói cứ ra vườn nhớ quay lại là vàng nho nha. Khi nào cái vàng nho này nó không còn lá là thôi, cứ cập nhật vàng nho cho mấy tụi con xem thử cái lá nó khi nào nó vàng, rồi khi nào nó đỏ. Đó, hôm nay nó vàng thiệt sự hơn ngày hôm qua chút xíu rồi các bạn. Nhưng mà có vài lá nó theo gió nó bay nha. Rồi hôm nay nè, đó, cập nhật tình hình cái vàng nho xinh đẹp bây giờ đã không còn lá nữa. Coi chừng có con rắn nào trên này nó thò ra nó mổ cho cái đột một cái. Đây các bạn, vàng nho dễ thương nè. Và bây giờ mình sẽ đi quanh vườn mình kiếm trái cây mình hái nha. Trời còn sớm còn sáng bừng nè. Đó, bây giờ mình sẽ quay mấy cái trái này cho các bạn xem. Mới ra chưa có cái gì trong miệng, bây giờ mình ăn cái trái này vô thì nó chát, nó đắng quá, nó đắng lắm. Nó đắng lắm. Mỗi lần ăn ngại gì đâu, muốn ngã với nó luôn đó các bạn ơi. Nè, nè, nó muốn ngã theo luôn á, nó đắng lắm. Có trái nào bớt đắng không? Nè, mấy trái này chắc bớt nè. Nè, trái ô liu nha. Ô liu nè, cái hiệu nó vẫn còn đây nè. Khi nào mà cái trái nó chín mà nó đen giống vậy nè. Đó, vậy là nó mới chín, còn giờ là nó rất là xanh. Giờ nó chỉ là già thôi. Nó đắng thôi, không có cay. Đắng và đắng, chồng đắng. Quá chừng đắng. Như thuốc các bạn ơi. Mà nó có hột nha, cái hột nó cứng á. Cắn cái hột muốn gãy răng á, cứng lắm. Nó nhỏ, nhỏ tí mà nó cứng nha, lấy búa đập mới bể á. Đó các bạn, trái đắng hay là trái chát, hay là trái chua, trái ngọt gì á, bây giờ thấy cũng phải ghé thăm, chứ không thôi á, cứ đợi thôi. Mình cứ đợi cái ngày mà nó bị tuyết hay là bị đông đá đó, là mấy trái đắng hay là trái không đắng gì cũng không được hái các bạn ơi. Đó, nó xuống là nó úng hết à. Mình hái nha. Hôm nay hái cái trái này các bạn gọi là trái gì á. Mình thấy hơi giống trái lựu. Hơi giống trái măng cụt Mỹ. Thì mình gọi vậy thôi, mà các bạn gọi là trái gì mình cũng không biết nữa. Không biết cái hiệu nó còn ở đây không. Nó trái gì vậy các bạn. Đây đây, nó còn đây nè. Cây này các bạn tìm hiểu xem là cây gì á. Đó, hái trái thôi. Hái trái ăn. Bây giờ cứ ra vườn là ăn. Ăn đi. Ăn đi để được hưởng những cái thức ăn ngon ở vườn. Chứ bây giờ không ăn thì mấy bữa nữa chỉ ăn đá. Ra vườn chỉ có đá thôi các bạn. Đá tuyết nha. Đó. Đây các bạn. Hôm nay nó chín rồi nha. Nó mềm. Độ chua nó có. Độ chát nó giảm chút xíu chát thôi, mà nó mềm, cái hột nó cứ ngắt à. Cái này mà nó chín mọng á, nghe nói ăn ngon, ngon lắm, xếp hạng là ngon nhất nhì trong tất cả các loại táo hay loại gì không biết nữa. Bây giờ nó bớt chua chát rồi, bớt hơn mấy bữa nhiều lắm. Trời gió lạnh quá.
các bạn. Lạnh mà để nó vô lỗ tai mình không biết có sao, chắc nó bị ù tai hay gì á. Giờ ăn trái này ngon nha các bạn, nó ít chát rồi, đã lắm. Nó đâu rồi, nó đây. Ngon lắm, thiệt sự ngon thiệt lòng luôn á. Sao ngon á, mình có nhiều đất á thì mình sẽ mua nhiều cây này mình trồng, ngon nha. Đợi chờ cây ô liu nè các bạn, cây ô liu đi, 4 cây một lúc mà không biết có kịp thu ô liu chín không nữa. Không kịp thu là coi như nó úng đá, nó đông thành đá xong nó nhả đông nên là nó úng hết. Cá ngon. Bạn nào mua cây này về trồng, nghe nó ăn cây này tốt lắm, mà không biết để tiếng Việt gọi là gì á. Ngon, tuyệt vời nha. Wow, số 1 luôn. Chát chát mà bây giờ cái vị chát nó nhẹ thôi, nó bay bớt cái vị nặng chát. Mấy bữa rồi, mấy bữa nó chát lắm, giờ rất là nhẹ chát. Mà ăn cái trái này thì vị rất là ngon luôn. Bây giờ tội nghiệp lắm các bạn. Đó, cái mùa thu nó lạnh thì nó có tưởng mùa xuân. Đó, lạnh là nó tức nó ra hoa các bạn. Nóng mà gặp lạnh là tức nó ra hoa. Đó, có mấy trái thì hái mấy trái, sao cho rõ vậy. Này, trái này mà nó phát triển quá là nó sẽ bị nứt nha các bạn. Đó các bạn thấy trái này không? Ngon, ngon lắm nha. Ngon mà cái vị lạ đặc biệt lắm. Các bạn nào mua về trồng mà ăn thử nha. Đó, giá là 60 đô la cho một cây. Nè, nó chín nó ngon. Hái mấy trái ta? Hái 2-3 trái thôi. Cái nào nó phát triển nó cũng nứt. Nè, đó, hái mấy trái cho vui thôi ha. Cái bữa nữa ra hái hết. Nè, còn một mớ ở trên nữa. Vậy thôi, 2-3 trái. Đây, 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 có trái hái luôn đi ha. 4 trái đi. Đó, 4 trái. Măng cục Mỹ đi, cho mình gọi vậy cho nó dễ. Đây. Ha. Đó. Rồi còn gì nữa đi hái nữa không ta? Đây là cái lá cây kiwi này các bạn. Cây kiwi mình trồng 2 cây, một cây đực và một cây cái. Một cây cái nó ngẫm rồi các bạn ơi. Đây nè. Cây cái nó ngẫm rồi. Đó, biết sao nữa, cây cái nó chịu lạnh yếu hơn là cây đực. Cây đực nó chịu được lạnh nè, qua mùa đông nó vẫn còn sống, còn cái cây cái này chết rụi luôn. Được mấy trái măng cục Mỹ nè. Nhìn cũng đẹp á ha. Đó, ăn ngon nha các bạn, ngon lắm luôn á. Thì ghé tới đây. Ghé đây mình hái một trái ớt khía mình ăn. Bây giờ trời lạnh á các bạn. Các bạn thấy chim mà nó bay từng đàn bự. Nó bay cái đàn của nó không phải mấy trăm con trở lên, bay đen cả trời luôn. Không biết nó di chuyển đi tới chỗ nóng hay sao á. Đó. Các bạn thấy không? Đó, nhìn nó bay nè, thấy chưa, thấy chưa? Đó. Ăn rồi cứ thấy nó bay, nhiều lúc nó bay nó xếp hình đẹp lắm nha các bạn. Nhưng mà mình thấy trời đông á, là nó di chuyển đi tới chỗ ấm hay sao á, nó bay hết trơn à. Hả? Nó cũng giống như mình thôi, nó thích ấm áp. Hôm nay là các bạn yêu cầu chị, năm ngoái chị ăn trái ớt khía, năm này sao không thấy chị ăn? Bộ chị lười biếng trồng, chị không trồng ra ớt để chị ăn hay sao? Em đợi chị ăn ớt khía, năm này trồng hơi trễ nha các bạn. Ớt khía nó chưa chịu chín, đây, nó đây. Đó, ớt khía, năm ngoái mình nói thì ớt khía chỉ là ớt khía thôi. Ăn vô thì mình biết là ớt khía. Nhưng mà cái này là, năm này là nó khía, nhưng mà nó khía còn sống nha các bạn. Nó chưa có một chút chín nào hết trơn á. Thì cũng ăn cho các bạn xem nha. Các bạn yêu cầu mà, năm này mình trồng lười biếng quá các bạn ơi, mình không chăm sóc. Ít chăm sóc hơn năm ngoái. Năm ngoái mình chăm sóc cây ớt nó ra trái khủng, ra trái nhiều lắm. Mời các bạn. Cái lá ớt. Mời các bạn cùng ăn nha. Chưa mùi vị gì hết trơn, nó chỉ giòn, chút xíu ngọt, chút xíu hăng hăng, chút xíu chát chát nha các bạn. Trái ớt khía nè. Đó, nhiều bạn gọi trái ớt này là ớt hoa hồng, mình thì gọi ớt khía tại mình coi hết. Mình thấy nó có rất là nhiều cạnh khía đó.
Ngon nha. Ừ. Ăn sống cũng ngon, không đợi gì tới chín đâu. Wow, ớt này hay à. Ăn sống ngon lắm. Vị giòn. Nghe mùi hoa mít đó các bạn. Cái khám mít đó. Cho kỹ nghe. Cái ớt này ngộ vậy. Nó chín á thì nó rất là ngọt ngọt, the the, ớt ớt. Vị thì toàn là ớt thôi. Thì nó là ớt á. Nó ớt thì là vị ớt thôi. Nhiều bạn hỏi trái cây gì ngộ vậy chị, thì nó là ớt. Vị rất là ớt. Cắn tới cắn lui, nhai tới nhai lui, nuốt vô cũng là ớt. Mà nó đặc biệt hơn tất cả những loại ớt khác. Wow. Có hộp. Mình đừng có nên nuốt hộp nha các bạn. Ăn ớt, ăn cái hộp không tốt đâu. Nó sẽ dẫn dắt mấy cái hộp này vô làm bạn với cái ruột thừa của mình đó. Ngon quá. Thấy sảy. Ngày nào cũng ra. Các bạn thấy không? Hột rất nhiều luôn. Mình né thôi chứ cũng phải nuốt vài hột. Wow. Nó còn non, nó ngon lắm. Những cái trái nào đẹp đẹp tí ăn. Thôi, nó ăn trái. Ăn trái đủ rồi. Nhìn trái dễ cưng ha. Các bạn thấy không? Cái trái nó bằng cái miệng mình luôn các bạn ơi. Này, mình hái cho các bạn xem này. Nhìn trái ớt nó đã ha. Ăn luôn qua bên này luôn. Wow. Nhìn trái ớt dễ thương muốn xỉu. Ngon. Ngon thiệt sự luôn. Càng ăn càng ngon. Ớt này có duyên thiệt á. Wow. Ăn bên cái ớt thú vị quá các bạn. Ngon. Hết sảy. Mình tưởng chín mới ngon. Giờ nó còn non, nó ngon hơn chín nha các bạn. Ăn non ngon hơn. Số dách số 1. Cho 100 điểm luôn. Đi hái tiếp. Ngon quá, dạ gì không hái. Hái các bạn ơi. Wow, đây nguyên một chùm luôn. Trái bự dữ vậy ta. Nè 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 nè, các bạn thấy không? Nè, trái quá bự luôn ha. Giờ sao? Rớt hả? Rớt rớt rớt. Bỏ vô đây trước. Ở đó ngay cưng. Qua bên này hai tiếp. Một cặp này. Mới nhìn giống cái da của trái khế các bạn ha. Ăn nó ngon nha. Còn non, thông báo là ớt khía. Còn non, ăn ngon hơn là chín nha các bạn. Ô rớt. Đó, cho nên bạn nào có ớt khía thì hái non non mà ăn. Ngon lắm, tuyệt vời luôn. Đây các bạn, cây ớt tội nôn cây chuối tội nghiệp của mình. Chiều chiều gió thổi rách ngang. Đó. Nhìn này các bạn. Đó, hái vô hái được lá vô gói được cái bánh bột lọc ha. Các bạn ơi, hôm trước á mình hái dâu lạnh nè. Dâu mà bị nhiệt độ lạnh nó thấp quá đó, xong rồi nó làm lạnh á, nó chai trái dâu nó lớn nổi mà ăn vô nó ngon. Gọi là cực ngon, là cực 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 ngon như từ trước đến giờ đó các bạn. Trên cái mức cực ngon luôn. Nó ngon hơn cả dâu chín, nó ngon hơn cả dâu hường. Ngon đặc biệt lắm. Cho nên hôm nay á mình ra mình hái hết chứ để hàng chi. Để nó hư giống vậy nè. Chỉ mấy trái non hái không được thôi, cái mấy trái hường hường đây đây đây. Nó hư nè các bạn, thấy chưa? Lạnh là nó không tha cho trái dâu. Nè. Nó hư hết trơn. Hư hết trơn. Được hai trái. Ăn ăn liền nha. Ngày qua mình ăn ngon mà đến nỗi vô nhà mà muốn lui thối lui cái bước ra ngoài để đi ngược ra để hái ăn mà trời nó tối rồi. Ngon lắm. Trời ơi cái này nó bị gì vậy? Nó bị gì vậy? Nó bị hết trơn rồi. Đâu còn cái trái nào được ăn được đâu, thấy chưa?
Đây đây đây, có trái dâu hoàng đế. Hái luôn, đây là bụi dâu hoàng đế nha các bạn. Bây giờ nó nở hoa nè. Phải nó không biết, hay là nó đây. Nó đây, dâu hoàng đế đây nè các bạn. Mình biết khi nào mới ra trái nữa. Nè, được 3 trái nè. Ăn liền nha. Ngày hôm qua có muối ớt, hôm nay không có. Hôm nay ăn không, khỏi chấm muối. Đây các bạn. Gió tới. Nhưng mà đừng thổi hương vị dâu tây của mình đi mất. Mình phải ăn liền thôi, gió nó thổi nó bay hết mấy cái vị các bạn ơi, ăn nha. Ngon, nó giòn, nó lạnh mà nó giòn cái kiểu làm sao các bạn ơi, nó giòn nữa nè. Nó giòn hơn tất cả những loại dâu tây giòn nào khác. Giờ cái trái xung quanh cái da dâu tây nè, nó gồng. Nó gồng để nó chống lại lạnh á, nó càng gồng á thì nó càng chai. Có con chim nè các bạn thấy không? Con chim nè, nó đi hút mật của cái cây mùa thu nè. Cây táo của mình mùa thu á, nó ra hoa. Đó, nó hút mật đủ thứ hoa hết trơn. Thấy cân không? Đó, thấy ghét không? Con chim này con gọi là gì? Honeybird gì các bạn ơi, mình quên tên rồi. Hummingbird. Đó, đẹp ha. Bắt gặp được con chim, vui quá chừng. Mấy đứa nhỏ nhà mình nó thích lắm các bạn ơi. Wow, nó đẹp quá ha. Cưng không? Cái này lồng vô miếng nhạc nha. Lồng vô miếng nhạc là nghe con chim nó bay nhìn nó đẹp quá. Quay hoài không chán gì ta. Chim ơi, nó chưa chịu bay nữa, chưa chịu bay mình đứng mình quay hoài ta, thấy cưng không? Đó, thiên nhiên rất là đẹp luôn. Đó, các bạn ơi, quay mấy con chim xong rồi tiếp tục quay lại mấy trái dâu nè, ha. Trái dâu hoàng đế này chua thiệt á chà, chua lắm á, mà ngon. Ăn mà sợ hết ta ơi. Ăn cảm giác sợ nó hết. Nó ngon quá. Bạn nào trồng dâu còn sống hái ăn nha. Giòn rụm. Đã thiệt đó chứ. Khúc này nó hơi bị sao sao. Thôi đi qua bên kia nha. Giờ gom được gì ăn đó. Bên kia có trái táo mà còn sót lại của mấy con chim đó. Mình bao bọc nó lại lúc còn non mà mình quên. Hôm nay mình thấy nó chín, nó bự, nó đỏ không biết còn không, đi qua coi. Có hái ăn nha. Đây các bạn ơi, mình đi ngang qua mình kiểm tra cái cây hạt dẻ mà bữa hôm mình khoe với các bạn là có vài trái để mình hái cho các bạn xem đó. Hôm nay ra không còn nữa các bạn ơi. Mấy con sóc nó ăn hết trơn rồi. Đó, hạt dẻ nó có cái gai mà nó đâm, nó chích như vậy đó mà nó cũng ăn luôn. Đó, bây giờ đâu còn nữa đâu hái. Đó, mấy bữa mình khoe mình chịu hái, giờ nó hái mất tiêu rồi. Sang năm mình nhớ rồi, mình sẽ lấy bịch mình bao hết lại nha. Gai chích vậy mà nó không sợ các bạn ơi. Đó, nè, nguyên cây này. Mừng hụt rồi các bạn ơi. Tới ngay chỗ cây táo, ngày hôm qua mình thấy cây táo rất là cưng, rất là mập ở trong cái túi này mà bây giờ ha, tới sẽ không còn nữa các bạn ơi. Đây, nó cắn nè các bạn. Coi cắn rách ra như thế này rồi ăn trái táo mất tiêu rồi. Không tới lượt phim mình chắc tháng năm phải may túi sắt bao lại mới có được trái táo để mà ăn các bạn ơi. Nó ăn mất tiêu rồi nè. Nè, nó ăn mất rồi. Giờ không biết sao nữa. Các bạn còn nhớ đây là cây lê không? Cây lê mà hồi trước mình có quay cho các bạn xem nó nở hoa bên cửa sổ đó. Mà nó bị chuột cắn ngay cái gốc á. Bây giờ được trước mình thấy nhiều trái lắm á. Lâu nay mình không kiểm tra. Mình xem có trái nào không. Ồ, đây nè, đây nè. Đây có trái nè. Được một trái lê nè các bạn. Đó, mất trái táo thì ăn trái lê cho nó đỡ nha. Nó xem có bị hư gì không. Trời lạnh nó bị nám thôi. Hái nha các bạn. Hái ăn thử xem. Wow. Tự nhiên được trái lê ăn ta. Không biết có ngon mà nó chắc nụi gì nè các bạn. Khó hái nha. Dặn. Rồi, rớt ra rồi. Được có trái một à. Còn trái nào nữa không? Rồi,
hẹn năm sau đi. Đó, bây giờ không có chỗ để muối để anh vai chấm ăn các bạn ơi. Nè nè. Ngon ngã chén muối luôn các bạn ơi, nó thơm mà nó giòn quá. Cây lê cực kỳ ngon, mình đang ngồi đối diện cây lê các bạn ơi. Mấy cây bên kia rồi. Để vậy nè, hàng hấp dẫn nha. Rất là ngon luôn. Wow, lần đầu tiên ăn trái lê mà nó ngon cực kỳ. Nó thơm mà nó giòn. Nó chút xíu chiêu, chua chua thôi, ngọt nhiều nha, mà giòn thơm, thơm ngát luôn. Wow. Hết sảy nha. Lê gì ta? Ngon dữ. Cóc cho nó cái bằng ngon các bạn ơi. Ngon quá. Wow. Lần đầu tiên ăn trong đời trái lê gì mà ngon. Nhìn qua cái lê thấy tội nghiệp ghê, nó ngon quá. Ra được có một trái à. Như mấy trái luôn á mà con dĩ ăn hết rồi. Nhường lại cho mình trái mình ăn thử. Thích gì đâu. Này thú vị nhất ở trong mùa các bạn ơi. Ăn trái lê mà sao xuyến say đắm vị ngon luôn. Wow. Nè. Nhìn hấp dẫn chứ bộ. Có hột nè các bạn ơi. Trồng hột lâu lắm. Mua cây mà người ta đã chiết ra mà ghép á, trồng giá nhanh, trồng hột không biết mấy chục năm mới ra trái. Thật lòng cảm ơn cây lê đó, cây lê bên nha. Bây giờ mùa đông mà đi tàn hết trơn rồi. Wow, càng ăn nó càng ngon. Giòn thơm. Quá hài lòng, quá đã, quá xuất sắc. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn cái gốc lê. Có gốc mới có cái cây. Có cái cây mới có cái lá. Cảm ơn nguyên cây luôn. Cây lê. Wow. Gì đâu. Ngon quá hả? Không muốn bỏ luôn á. Nhai hút hết cái nước không? Quá ngon đó các bạn. Cái hột đó nè. Chầm được miếng. Bỏ lên giống như cái môi mình có nước ruồi á. Thôi, đi hái tiếp thôi nha các bạn. Trái táo đã không thành. Thì bây giờ mình sẽ hái trái ớt. Wow, trái ớt. Nó chín. Hái vô làm gì được. Bây giờ một bên thì nó bị lạnh. Nó nám hết trơn mặt rồi các bạn ơi. Nửa mặt của trái ớt nám sạm rồi. Giống như là bị phỏng nước sôi á. Ha. Đó, còn nửa trái kệ vô kho cá ăn. Đi mốt ớt trong vườn. Có gì mốt nữa đâu. Ớt này ớt gì vậy? Wow, ớt nhăn. Hai hành trái còn có nửa trái à. Chịu nổi không các bạn ơi? Kệ, có cũng được. Từ nãy giờ ăn không chứ hái gì trời. Còn loại ớt này người ta ăn với bánh, trong bánh mì nè các bạn ơi. Ớt gì, calophenol gì đây nè các bạn. Biết mình đọc có đúng không nè. Đó. Hái đi, hái vô sắc với bánh mì ăn nè, không hái nó nám lạnh hết trơn. Đây các bạn, rồi còn nào nữa, đây nữa. Wow, này có mớ ớt ăn bánh mì nha. Ớt này thơm lắm. Mình sao hái. Ồ, nó dai quá các bạn ơi, lạnh tới nơi rồi. Có trái nào thì gom trái đó.
rồi thì qua chỗ khác. Chỗ này là cái vùng ớt nè, với các bạn nhớ Việt Quốc màu tím không? Bây giờ mùa thu lá nó tím thiệt sự luôn ha, nó tím để lộ nguyên cái bản sắc tím của nó ra luôn, nó tím ngắt luôn. Đây nhìn rất là đẹp luôn ha, đó đúng là mùa thu sắc tím mà. Nè trên này còn đường trái Việt Quốc nhỏ nữa, wow hay ăn, nhỏ giống tiên đơn ha. Còn trái nào nữa không, hay là còn trái cuối cùng? Đúng trái cuối cùng thôi, ăn luôn, dễ gì cũng ăn hết. Nè sao thấy rõ vậy? Đó, rõ. Đây các bạn, cùng ăn trái Việt Quốc với mình nha. Cái này chia ra mỗi người 1/4, ăn chắc vui ạ. Dính chân răng thôi. Ngọt quá đáng luôn. Nó ngọt mà nó lạnh mà nó mát. Rất tiếc là nó rất là nhỏ. Kệ, ăn vô một cái miệng tràn mùi thơm Việt Quốc luôn. Đã thiệt. Còn gì nữa không ta? Nho thì lạnh quá nó khô hết trơn nè. Khô nguyên trái, nguyên chùm, nguyên lá, nguyên cây, tạc hết trơn khô. Wow, bên kia có vài trái nho. Nho tím nè, qua hái. Mùa lá nho sắc tím ơi. Nè, để lại nó lạnh quá, nó chịu nổi, nó gục rồi các bạn ơi. Nó gục rồi, nè. Hồi đó mình thấy nó còn xanh đó, mình để lại nó lạnh nó teo luôn. Bên này nè, bên này có hai trái nho tím chín. Thiệt sự là nó chín. Ăn thử nha. Còn có trái nào, quá wow, ở đây nữa nè. Ở đây nữa nè. Hôm nay được lọc ăn nho ta. Đây nữa nè. Cũng còn nhiều quá ha. Còn nữa không ta? Wow. Không ngờ, không ngờ, bất ngờ rồi. Được mới dâu, mới nho tím chứ. Nè. Đó, để em rổ cho đẹp thôi. Bóc lên ăn giờ. Bây giờ ha. Mùa lạnh mà. Có trái nào mình ăn mình quý trái đó các bạn ơi. Thử xem hôm nay nó chín mọng hơn hôm trước luôn á. Nè. Thử nha. Nước nho. Đợt trước mình cắn sao mà nó chảy ra cái cằm. Tưởng đâu ai nghiền cái thumbnail tưởng mình chảy máu. Nè, nước nó đỏ chét luôn. Nho này là người ta nói làm rượu hết sảy, nó vừa chua chua. Này nó chín mùi tới thì nó chua nhiều, nhưng mà chua không có đặc như là còn nó còn xanh đó. Giống Halloween. Miệng ghê thiệt đó chứ. Ngon nha. Ăn hết luôn. Ăn khỏi nhuộm răng đỏ nè. Đi Halloween mà cắn nguyên nấm này vô xong đi thoải mái. Khỏi cần nhuộm răng. Ngon nha. Mặn mặn chua chua các bạn ơi. Ngon gì đâu. Rồi, lại đi hái tiếp. Còn gì hái đó trong vườn. Lòi ra được cái gốc cà rốt, mình nhổ thử có củ bự không nha. Đây là chắc cà rốt đen các bạn ơi. Wow. Có củ là vui rồi, không cần bự hay nhỏ. Nhổ tiếp nha. Wow, cái củ này nó dài nè. Cưng chưa? Mới trồng đây nè các bạn. Mình mới trồng hồi tháng 8 hay sao đó. Ừ, tháng 8, đúng rồi. Tháng 8 hay sao đó. Lúc mà. Nè, wow, đây nữa nè. Nó mau lớn dữ vậy ta. Cà rốt đen, cà rốt đen. Wow, củ này hết sảy nha. Chút xíu nữa mình rửa mình ăn luôn. Cho các bạn xem mình chưa thử cà rốt đen trong vườn mình như thế nào. Hôm nay thiệt sự là thu củ. Thiệt sự luôn là củ luôn. Còn gì nữa không ta? Hết rồi hả? Được có 3 củ hả? Chỗ này là khu vực mình trồng ớt này. Này, ớt khổng lồ đó, nhưng mà trời lạnh quá nó cũng hư một mớ rồi. Giờ còn cái gì mình gom cái đó. Này, chỗ này có mớ cà rốt nữa. Mình gieo cá đó các bạn. Có trái nào nữa không? Mấy trái ớt vô xào nấu mực.
mình có mực nha các bạn, vô xào mực. Đó, cái trái này ăn gian hộp xuống tí cho nó đẹp. Chỗ này có cái bụi cà rốt nó bự bự không, nhổ miếng ha. Sao có không, thử xem. Wow, cà rốt tím các bạn ơi. Wow, thiệt sự mùa đông cà rốt nhìn thấy đã quá các bạn ơi. Sao mình mê dữ vậy ta. Nè, đừng củ, mừng một củ đã. Củ tím và củ đen nè các bạn, khác một trời một vực ha. Bên đen thui, bên tím, thiệt là tím vậy đó. Còn nữa không ta. Nhìn cái bụi nào tốt tốt nhổ vài cái, đi kiếm chỗ ngồi ăn. Nè. Cưng chưa. Còn nữa không. Thôi, mấy cái gốc bự bự thì mình nhổ thôi. Cái gốc này thử xem ha. Củ gì dưới này, thử xem. Wow, cũng được đó chứ, được mớ cà rốt để ăn nè. Này, đây, 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 thử xem. Nhổ hết cái bụi này đi ha. Cực kỳ là dễ thương con này các bạn. Nguyên một bụi cà rốt tím luôn, chịu không nổi luôn, mình phải khoe mới được. Khoe cà rốt tím các bạn ơi. Nhìn nè. Mê say đã chưa. Thôi đi rửa ăn liền thôi các bạn ơi. Chứ thôi trời nó sắp tối, quay không thấy đường để ăn. Đi rửa nha. Mừng quá. Wow, wow, từ cái lá cho đến cái củ, cái gì nó cũng thơm hết trơn á. Coi. Trồng cây sao mà nó thích dữ không biết. Wow. Thích thiệt á các bạn ơi. Vô đây, vô đây. Mùa đông tới đây mình sẽ hẹn nhổ cà rốt, rất là nhiều cà rốt cho các bạn xem. Nhất là cà rốt đen, cà rốt tím, cà rốt cam, cà rốt vàng, cà rốt trắng nữa nha. Đầy đủ ở mùa đông. Mùa đông tới nha. Mùa đông tới mình sẽ ra tuyết, mình cào, mình nhổ cà rốt. Đó, đi, đi tìm chỗ để ngồi ăn. Hay là đi hái thêm vài trái ớt này cho nó đầy mâm ta. Đây các bạn ơi, nó lạnh nè. Wow, tới không kịp nữa rồi các bạn ơi, nó úng hết trơn. Úng hết. Tội nghiệp mấy cái ớt ống hết rơm nữa. Nè, mấy cái ớt này nó cay, bá cháy luôn. Nó cay mà không nhả ra được. Nó cay thấu vô lưỡi luôn các bạn. Nè, nguyên cả chùm này bẻ luôn đi ha. Bẻ. Cái cành nó bây giờ đâu có phát triển được nữa đâu. Rồi. Hái vô làm chi. Ăn có hết đâu, để tủ đông các bạn ơi. Để dành lâu lâu cái ha, lấy ra ăn đó. Nè, mớ luôn á. Trời chiều nhìn trái ớt nó đẹp quá ha, nó bóng. Đó. Ớt, cà rốt. Đủ thứ hết. Đây là ớt kẹo nè các bạn ơi. Hôm nay mình thu hết ớt kẹo vô nhà. Candy ớt nè. Đó, nó lạnh nó ống hết trơn rồi. Nè. Tội nghiệp chứ. Các bạn thấy nó sọc sọc như cái kẹo không? Nó chín, trái ớt nó sẽ màu đỏ. Rồi nó có sẽ có sọc màu cam nha. Candy. Candy ớt. Rồi hái hết bỏ dưới gốc đi. Rồi mình ôm luôn một thẻ mình đi. Đó. Ớt kẹo. Ôm không hết đây các bạn ơi. Ôm không hết. Rồi. Đó, nay ra hái. Dạo vườn được chừng đó thôi. Một ngày qua thôi là thấy mấy cái cây này nó khác hẳn luôn các bạn ơi. Ớt nhan Hàn Quốc này. Có trái nào túm vào tay trái đó, hái nhanh tay nhanh nữa đi. Nó tới, lạnh nó tới các bạn. Lạnh quá, xa lạnh. Cà rốt mình nhiều lắm nha các bạn. Cà rốt nó chịu mùa đông nha. Ở trong vườn mình nhiều lắm. Chắc cả mấy thùng cà rốt như thế này nè. Cái bữa tha hồ mình nhổ cho các bạn xem. Nè, bây giờ còn gì nữa đâu. Đâu có gì nữa đâu hái. Rồi.
hết rồi. Đây mình có cây lá mơ. Lá mơ ngày xưa người ta ăn với thịt của con cún này các bạn, con chó đó. Lá mơ thịt chó không biết. Giờ Việt Nam có còn bán lá mơ thịt chó không nữa. Thấy tội nghiệp mấy con chó lắm. Nhìn cây này mình trồng để mình ăn mấy với trứng nha các bạn, ăn với trứng. Đó. Đây các bạn. Hái được mấy củ cà rốt mà bây giờ nâng niu miết không dám ăn. Bây giờ phải đi rửa đất thôi. Rửa hết đất rồi mình mới ăn nha. Nè các bạn ơi, nhìn thấy đã chưa? Đó. Nãy mình nhớ mình nhổ được hai củ đen hả? Đây các bạn. Wow. Coi mệt chưa? Cực kỳ là thích. Sao mình thích với ta? Này, càng nhìn càng thích nè. Đã chưa? Giờ sao ta? Đây hả? Wow. 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 Đã cực kỳ. Chẳng lẽ ăn luôn đất, không dám đi rửa luôn các bạn, muốn để dành. Nè nè, nhìn đã chưa? Muốn ăn nguyên cả cái chùm luôn. Ở ngoài đó các bạn biết không, cái vòi nước á bị lạnh quá, nó đông đá mình mở không ra, cho nên mình phải chạy ngược vô nhà mình rửa sạch rồi các bạn. Mời các bạn cùng ăn nha. Mình sẽ ăn củ cà rốt đen trước. Hình như không biết mình ăn bao giờ chưa nữa, quên rồi, không biết có hay không nữa. Rồi bây giờ ăn nha. Ăn bao giờ chưa ta? Nhớ để bây giờ nhớ cái vị ngay hôm nay nha, thử nó sao. Nó ngọt. Nó thơm đậm đặc mùi cà rốt. Thơm đặc nha. Rồi các bạn, rất tiếc trời nó tối quá. Đó. Ở trong nó đỏ đỏ, hồng hồng, tím tím gì á. Nó có một cái lõi màu trắng ở trong. Nhìn nè các bạn. Để gần cái mõm này nè, nó thấy rõ nè các bạn. Đó. Ăn tiếp nha. Cái miệng cho quên, nó lộn. Ngon. Wow. Ngon cực kỳ. Giòn rụm. Chút xíu 10% là mùi của đường. Nhưng mà cái đường nó nhẹ lắm các bạn ơi. Đường nó kiểu gì ha, nó ngọt kiểu gì á. Lợ. Thơm, giòn. Nó ngon. Nó ngon đậm vị nhất trong các loại cà rốt nha các bạn. Cà rốt đen này, người ta nói ăn tốt lắm. Biết tốt cho cái gì nữa. Để mình tìm hiểu xem nó tốt cái gì nha. Trời tối thui. Wow. Ngon quá. Nay thu trái cây hơi ít. Nhưng mà ăn hơi nhiều. Hơi ít cho nên thấy tiếc của mình ăn. Wow. Người ta nói cái lá cà rốt này chay uống cũng tốt lắm. Cái tí mình ăn thêm một củ màu tím nha. Thử nó sao. Nhiều bạn nói, chị ơi có phải kiếp trước chị là con sóc không? Kiếp này sao chị ăn giống sóc quá. Không biết nữa các bạn ơi, mình ăn cảm thấy ăn trái cây, rau củ quả tươi á, nó ngon lắm, mà ăn vô nó khỏe lắm nha. Các bạn rửa sạch ăn thử cà rốt sống đi, nó ngon cực. Không thể chê, không thể bàn cãi là nó không ngon được. Này là chỉ nói là thiệt tình là nó ngon, ăn nha. Wow. Cái rễ cà rốt nó thơm hơn là cái củ nữa, nhưng mà có cái nó không ngọt. Nó chỉ thơm rễ thôi. Thơm mùi rễ cà rốt. Thơm lắm. Trời tối quá, tối thui rồi. Mặc cái áo ấm, ăn rau củ ngọt ngào giữa cái vườn. Mùa thu. Trời sắp ra, mặt trời lặn hết trơn rồi. Cái này là còn ánh sáng như thế này là cái không có mặt trời, nó chỉ phản cái ánh của cái mặt trời đang lặn thôi. Mặt trời đã lặn rồi nhưng mà nó còn cái ánh của mặt trời đó. Nó chưa vô hẳn màn đêm. Bây giờ là 7 giờ tối rồi các bạn.
100% màu cam nha. Ngon lắm. Ăn thêm củ nhỏ tí hơn nhất thử nó là sao nha. Có giòn không? Nhỏ nè. Cái này giống nhân sâm. Ăn mấy cái đó nó dính cát. Củ này đi ha. Nó ít ngọt mà nó giòn hơn. Có vị đắng đắng, ngọt ngọt, mặn mặn. Ăn cà rốt vô cái người mình nó khỏe các bạn. Mọi thứ bực dọc á nó tuột dốc, nó dồn vô cái hiền. Người mình nó bình an, nó không có muốn nghĩ là phải gây lộn hay là phải trách móc ai hết trơn. Ăn nhiều cái cây luôn. Người mình mà các bạn thấy mình vậy, nhiều lúc mình bật cái gì mình la sùm lên củ tỏi. Mình không có hiền. Tại vì trong video các bạn đâu làm gì mình đâu. Mình nói chuyện các bạn vui vẻ, nhưng mà ở ngoài đó, lỡ có chuyện gì mà mình nóng tính đó các bạn, mình hét lên mình nói. Mình nói xong rồi thôi các bạn ơi, cái nó tan biến hết cái sự bực dọc. Còn mình nén lại để mình kìm, mình không nói ra đó, rất là khó chịu luôn. Cho nên mình bực dọc gì hay là mình giận gì hay mình thích nói gì ai đó, mình lựa lời mình nói ra nó đỡ hơn là mình giữ trong lòng á. Cho nên nó có gì nói ra hết, không dám giữ trong lòng. Thì hôm nay xuất sắc đi mót trái cây mà ăn được nhiều, rất là nhiều củ và trái cây lạ ở cái vườn nhà mình. Thì mình xin đội mũ lên, mình xin tạm biệt các bạn ở đây. Mình xin dừng video ở đây để mình nuốt hết các bạn ơi. Nhai hoài nó không nuốt được. Rồi nuốt rồi đó. Các bạn xem video của mình, nếu mà các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn ủng hộ giúp mình một like, đăng ký và chia sẻ để ủng hộ kênh mình với nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn một ngày thiệt là vui vẻ và thiệt là nhiều sức khỏe. Ngày mai ngày mốt là lễ Halloween rồi. Halloween chắc mình mua bầu, mua bí Halloween gì mình trưng ở đây. Mình ngồi ngoài trời mình ăn nha các bạn. Ngày mai hay sao đó, chắc ngày mai quá. Thì tạm biệt các bạn ở đây. Tạm biệt các bạn. Tạm biệt thiệt sự đây.